Hôm nay ngày 25 tháng 6 năm 2021, thứ sáu tuần thứ 12, mùa thường niên năm lạ. Trích sách sáng thế, khi Abraham vừa được 99 tuổi, Chúa hiện ra với ông và phán bảo ông rằng, Ta là Chúa toàn năng, hãy đi trước mặt ta và hãy nên trọn lành. Chúa lại phán bảo Abraham rằng, Vậy ngươi và dòng dõi ngươi qua môn thế hệ, Hãy giữ giao ước của ta đây là dấu ước phải giữ giữa ta với ngươi. Nghĩa là dòng dõi ngươi sau này, tất cả con trai của các ngươi sẽ chịu cắt bề. Chúa lại bảo Abraham rằng, ngươi sẽ không còn gọi là Sarai và ngươi là Sarai nữa, nhưng gọi là Sara. Ta sẽ chúc phúc cho Sara. Và Sara sẽ sinh một con trai. Ta sẽ chúc phúc đứa con đó. Nó sẽ làm đầu nhiều dân và Do nó sẽ sinh ra nhiều vua nhiều nước Abraham cúi mặt cười Nghĩ trong lòng rằng Già đã trăm tuổi mà còn có con được sao Sarah đã chín mươi tuổi sẽ sinh con ư Rồi ông thưa cùng chúa Xin chúa cho Ishmael được sống trước mặt chúa Chúa phán bảo Abraham rằng Sarah vợ ngươi sẽ sinh cho ngươi một con trai Ngươi đặt tên nó là Isaac Ta sẽ lập giao ước muôn đời với nó và dòng dõi nó Ta cũng nghe lời ngươi cầu cho Ishmael Này ta sẽ chúc phúc cho nó sinh sản nhiều Nó sẽ sinh ra 12 tướng quân Và ta sẽ làm cho nó nên một dân tộc lớn Còn lời giao ước của ta chỉ ký kết Isaac Do Sarah sẽ sinh ra cho ngươi mùa này sang năm sau khi nói hết lời cùng Abraham, Thiên Chúa biến đi. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sơ Chúa. Phúc thay những bạn nào tôn sơ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của người. Công quà tay bạn làm ra bạn ăn hương, bạn phúc và sẽ gặp may, đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sơ đức thiên chúa. Hiền thế bàn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà ban. Con cây bàn như những chồi non của khóm ô liu, ở chung quanh bàn ăn của ban. Đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sơ đức thiên chúa đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sơ Đức Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy kinh thịnh đạt của Jerusalem hết mỗi ngày trong đời sống của bạn. Đó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sơ Đức Thiên Chúa. Alleluia, Alleluia, Chúa Phan ta là sự sang thế gian ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống Alleluia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh bắt theo Lạy Chúa, vinh danh Chúa Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống Đám đông dân chúng theo người Có một người gùi đến lại người mà thưa rằng Lạy Ngài nếu Ngài muốn Ngài có thể chữa tôi được sạch. Chúa Giêsu giơ tay ra chạm đến anh ta và phán: Ta muốn anh hãy lành bệnh. Tức thì anh ta liền lành khỏi bệnh phong cùi. Chúa Giêsu phán bảo anh ta: Hãy ý tứ đừng nói với ai, hãy đi trình diện với tư tế và dân của lễ theo luật Môse để minh chứng cho họ biết đó là lời Chúa Lạy Chúa Kỳ Tô ngợi khen Chúa Nếu Chúa muốn Thưa Ngài, nếu Ngài muốn Ngài có thể làm cho tôi được sạch mắt theo chương 8 câu 2b Suy niệm Bất cứ ai đau ốm bệnh tật đều mong muốn chống bệnh phục đó chính là niềm khao khát của người phong trong tin mừng hôm nay mong muốn được lành mạnh trở lại cuộc sống bình thường mãnh liệt đến nỗi anh bất chấp mọi luật lệ cấm kỵ để tìm gặp Chúa Giêsu diện đối diện. Tuy nhiên dù hết lòng mong muốn được chữa lành nhưng anh không hề nài ép Chúa làm theo ý anh mà khiêm tốn đặt mong ước đó cho lòng thương xót của Chúa. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Anh tin tưởng vào quyền năng của Chúa Giêsu mà còn hơn thế nữa, anh tin rằng chúa biết điều gì tốt đẹp nhất đem lại sự bình an cho cuộc đời anh niềm tin ấy giúp anh nhận biết điều chúa muốn thì quan trọng hơn điều anh muốn vì thế anh vừa trao dân ao ước của mình cho chúa cũng như sẵn lòng đón nhận tất cả điều chúa muốn mời bạn cơn đại dịch covid đang hoành hành gây bao bất ổn tổn thương cho đời sống mọi người mong mỏi lớn nhất của rất nhiều người lúc này là cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Thế nhưng, bài học đức tiên của người Phong lại nói với chúng ta rằng điều Chúa muốn thì quan trọng hơn. Thế nên, bạn và tôi được mời gọi, đừng chỉ dừng lại ở lời cầu xin, cho mọi sự như chúng ta mong ước, mà hãy xin Chúa cho chúng ta nhận ra ý Chúa, và can đảm đón nhận từ Chúa tất cả, sống lời Chúa trung thành dành ít nhất 5 phút suy gẫm lời Chúa mỗi ngày để biết và sống điều Chúa muốn. Cầu nguyện, lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin cho cơn dệt bệnh mau chấm dứt. Amen. Trích 5 phút suy niệm lời Chúa hàng ngày. Lau chùi làm gì? Trong những mẫu chuyện giáo lý ngắn, Đức Gioan Phaolô đệ nhất có thuật lại câu chuyện sau đây. Những người xem thường việc năng đi xưng tội nhắc tôi nhớ đến anh giúp việc của ông Jonathan Swift. Một lần kia sau khi ngủ đêm trong một quán trọ, ông Swift bảo người giúp việc đem cho ông đôi giày ống mà ông đã mang hôm qua. Khi thấy đôi giày còn dính đầy bụi đất của cuộc hành trình vất vả xuyên qua những cánh đồng lầy lội, ông Swift nhíu mày tỏ vẻ khó chịu và bảo anh giúp việc. Tại sao anh lại không lau chùi đôi giày cho sạch sẽ? Thấy chủ bất bình và sẵn giọng, anh giúp việc hơi ái nái nhưng cũng gãi đầu ấp úng thưa. Tôi nghĩ là lau chùi cũng không ít lợi gì. Vì hôm nay sau khi ông đi vài dặm đường đôi giày là bị dơ bẩn trở lại. Nghe người giúp việc biện luận như thế, ông Swift giả vờ gật đầu đồng ý rồi bảo người giúp việc. Anh cho Thắng yên ngựa chúng ta cử hành càng sớm càng tốt kẻ muộn một lúc sau mọi việc đã được thu xếp xong và ông Squib ra lệnh lên đường nhưng người giúp việc chạy vội đến kéo nài thưa ông chúng ta không thể lên đường ngay được vì tôi chưa ăn sáng ông Squib vừa lên ông Squib vừa leo lên ngựa vừa bảo ăn uống làm gì cho uống công vì sau vài dặm đường dạ dày anh lại còn cào keo đói cũng thế, có nhiều người bảo năng lãnh nhận bí tích giải tội có ích lợi gì Vì thông thường sau khi xưng tội, linh hồn chúng ta là bị dơ bẩn trở lại vì những tội tái phạm Có lẽ họ cũng có lý, nhưng giữ linh hồn thanh sạch một thời gian dù ngắn ngủi Cũng là một việc nên làm Lại nữa, những người hiểu đúng nghĩa của phép giải tội và xưng tội đúng cách sẽ được nghiệm thấy là phép giải tội không những rửa sạch mọi tỷ ố của tội lỗi, nhưng còn hiệu lực giúp chúng ta tránh tái phạm những lỗi lầm thường vấp ngã với mục đích củng cố tình thân hữu của mình với Đức Giêsu và sống trọn tình hiếu thảo cha con đối với Thiên Chúa. Không ai trong chúng ta dùng cơm xong là thu dọn ngay những chén đĩa nồi niêu đã dùng vào sóng chén. Viện kết là rửa làm gì cho ủng công đến bữa ăn sau chúng lại dơ bẩn trở lại. Cũng không ai bảo giặt quần áo hay tấm gội làm gì cho hoài công tốn nước một thời gian sau thân thể và quần áo lại bị dơ bẩn trở lại vâng đức vua an phaolô đệ nhất dạy chúng ta hãy năng đi xưng tội dù biết rằng con người yếu đuối hay tái phạm những lỗi lầm mình đã vấp ngã và trong lúc lãnh nhiệm phép giải tội hãy nhớ lời đức giêsu bảo người phụ nữ ngoại tình này chị, những cái thuốc cáo chị đâu cả rồi Không ai lên án chị ư Ta cũng vậy, ta không lên án chị Hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa Bài trích sách lẽ xong